Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Ta là Hồ Phù Kiếm Thánh tập 23 của tác giả Đích Thủy người dịch NVM 1997 nguồn tiên dịch qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 163 Đệ Nhất Thanh Dân Sức mạnh của Trần Mục đang được gia tăng dưới liệt dương kiếm mỹ trở nên càng khủng khiếp hơn. Kiếm Kinh Cuồng đã bị ép chỉ có thể phòng thủ. Tất cả mọi người nhìn tới chọn mắt. Thánh tử của Thánh Kiếm Sơn bị tiểu sư thúc của Lăng Dân Tông đủ chén. Vẻ mặt của Trần Mục nghiêm túc, hắn lấy ra toàn lực để mà chiến đấu. Lâm Dịch, La Bằng đều sôi trào nhiệt quyết. Đây chính là tiểu sư thúc của Lăng Dân Tông bọn họ, mạnh thật. Phương hướng của Thánh Kiếm Sơn, Doãn Hưu, Ngô Vĩnh đều không dám mở miệng nói chuyện. Dư Tùng trầm mặt tiếp tục đánh thế này kiếm khinh cuồng chắc chắn sẽ thất bại trong mắt của trần mục mang theo nỗi ý hắn phóng ra lôi đình kiếm ý một lần nữa sức mạnh sấm sét quanh thân được thu lại dù xong quấn lấy sấm sét sức mạnh của trần mục càng thêm khủng bố ba đạo kiếm ý chồng lên nhau rất nhiều tiểu bối đều đang run rẩy đó là sức mạnh mà kiếm hậu nên có sao kiếm khinh cuồng là người xuất sắc ở trong số những người cùng thế hệ còn là tông chủ tương lai của Thánh Kiếm Sơn. Thế mà giờ phút này, hắn ta đã bị tiểu sư thúc của Lăng Dân Tông gào gắt áp chế. Trần Mục còn trẻ tuổi hơn hắn rất nhiều, hơn nữa kiếm khinh cuồng còn từng sống trong bụng mẹ 30 năm. Sức mạnh của Trần Mục làm chấn động toàn trường. Đám tiểu bối trợn mắt há mồm trong mắt của các lão bối mang theo vẻ ngưỡng mộ. Dư Tùng biết tình thế của kiếm khinh cuồng rất xấu, còn lo lắng hơn cả những người khác nếu như kiếm khinh cuồng thất bại đồng nghĩa với việc thế hệ trẻ của thánh kiếm sơn không bằng lần dân tộc cũng có nghĩa thánh kiếm sơn không bằng lần dân tộc tam thiên long vũ trần mục mặc niệm trong lòng vô sông bốc cháy mang theo sấm sét rực lửa lao về phía kiếm khinh cuồng tiếng rồng kiều chấn động trời cao một kiếm kia mang theo sấm vàng chớp giật cực kỳ đáng sợ hai tay kiếm khinh cuồng nắm thánh kiếm nghền kích những tiếng ầm ầm vang lên. Không gian giữa hai người bọn họ dặn dẹo, tiếng nổ kịch liệt vang lên, kinh phong sao cú nổ khiến cho rất nhiều tiểu bối không có mở mắt được. Trần Mục đứng tại chỗ, mà kiếm khinh cuồng đã bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, hắn ta lăn lộn trên mặt đất, bộ dạng rất chật vật. Ngay cả thánh kiếm màu đồng cổ cũng đã bị tuột khỏi tay rơi ra. La bằng lâm dịch, vỗ tay hô hay trong mắt của bọn họ mang theo sự hưng phấn. Ngay đến cái triệu tư tư an tĩnh cũng đều lộ ra hai cái răng khởn cười rất vui vẻ. Tiểu bố của Thiên Kiều chỉ có thể ngước mắt nhìn Trần Mục. Cương giả các tông đều có dự cảm mãnh liệt rằng Hoàng Châu có một ngôi sao lớn đang từ từ bay đến. Sớm muộn gì cũng sẽ soi sáng non sông bát ngát này. Thân thể của Dư Tung khẽ run rẩy, hắn ta nhìn kiếm khinh cuồng. Nếu hôm nay hắn ta thua cuộc, Thánh Kiếm Sơn sẽ phải đứng thứ hai dạng năm. Doãn hưu tê cả da đầu. Thánh tử chính là thiên kiêu mạnh nhất được sinh ra trong mấy ngàn năm trở lại đây của Thánh Kiếm Sơn. Có tiềm lực triển vọng tồn tại, sánh dài với cương Phục Tiên Trên đỉnh núi, kiếm kinh cuồng nhanh chóng đứng dậy. Trên áo bào của hắn ta có mấy chỗ đã bị phá hủy Kim giáp bên trong cũng như ẩn như hiện. Gan bàn tay đã bị nứt, khắp tay đều là máu. Tráng của kiếm khinh cuồng đổ đầy mồ hôi. Hắn ta còn đang giận hồ hấp pháp, cũng không vì sức mạnh khủng khiếp của Trần Mục mà từ bỏ. Trần Trúc vừa cười vừa nói, xem ra tiểu sư thúc của Lăng Dân Tông tất thắng rồi. Khó nói, trong mắt của dân dịch ẩn chứa ý cười, thánh kiếm màu đồng cổ tự động trở lại trong tay của kiếm khinh cuồng. Hắn ta nắm thánh kiếm, khí tức tăng giọt. Nơi sau, trong đôi mắt của Trần Mục có kim quang nhàn nhạt hắn nhìn thấy sức mạnh trong cơ thể của kiếm khinh cuồng đang tăng dọt nguồn gốc của cổ sức mạnh này từ thanh thánh kiếm cao dài kia ánh mắt kiếm khinh cuồng trở nên sắc bén hắn ta một tay cầm kiếm một tay thả sau lưng rất có phong phạm của cương giả kiếm đạo cương giả cắt tông phát giác được sức mạnh tăng dọt của kiếm khinh cuồng trận chiến vẫn còn tiếp tục kiếm quang màu vàng một lần nữa đánh tới trần Mục cảm nhận được áp lực hắn dùng kiếm chém ra, vừa chặt đứt kiếm quang, kiếm khinh cuồng ở ngay bên cạnh. Thảnh kiếm của hắn vừa dài vừa rộng, chính là một khoác kiếm hiểm thấy. Lần gia chạm này, tay của Trần Mục đang run rẩy cổ sức mạnh kia cực kỳ mạnh. Trần Mục biết, kiếm khinh cuồng không có sức mạnh cường hãn như vậy, sức mạnh bắt nguồn từ chui thánh kiếm kia. Trên bầu trời, dân dịch hơi lắc đầu, không khỏi khẽ cười nói. Vừa nãy là người khống chế kiếm, bây giờ kiếm khống chế người đúng là thú vị. Cục diện chiến đấu một lần nữa xoay chuyển. Kiếm khinh cuồng, chiếm thế chủ động, bắt đầu áp chế trần mục. Thánh kiếm tấn công càng thêm cường hãn kiếm quang chói loại, sắp phá hủy cả ngọn núi. Tiểu bối xung quanh lùi ra phía xa. Trận này còn đặc sắc hơn cả kiếm dương giao đấu. Không hổ là thánh tử của thánh kiếm sơn, sức mạnh này đủ để sánh ngang với kiếm dương đỉnh phong đây chính là thực lực chân chính của hắn sao. Kim Khôi không nhịn được kinh hồ. Trong mắt quả mị mang theo một chút tiếc nuối nàng ta vẫn hy vọng là Trần mục có thể thắng hơn, dù cho có thua trận đấu thì cũng dự định giới thiệu cho sư tôn quán tiềm lực mà trần mục thể hiện ra cho thấy tương lai nhất định có thể vượt xa kiếm khinh cuồng hắn còn trẻ thiên phú chưa phát huy hoàn toàn sợ bóng sợ gió một trận rồi Dư Tùng thở vào một hơi, may mà có thánh kiếm tông môn giúp sức, bằng không cái trận tỷ thí này, kiếm khinh cuồng chắc chắn sẽ thua. Đám tiểu bối nhìn không ra nguyên nhân, nhưng mà cường giả các tông đều biết, nếu dựa vào thực lực của bản thân, trần mục càng hơn một bậc. Kiếm khinh cuồng có thánh kiếm giúp sức, tiền bố cường giả chưa nói phá gì sức mạnh bên ngoài, cũng là một phần của thực lực. Ngay đến cả may mắn cũng là một phần của thực lực thứ bọn họ nhìn trúng chỉ là kết quả thôi người nào thắng trận đấu này người đó chính là tiểu bối kiếm hậu mạnh nhất quan châu địa vị của lăng dân tông cùng thánh kiếm sơn cũng được phân chia cao thấp tiểu sự thúc mau sử dụng hạo nhiên kiếm ý chúng ta có thể giúp ngài mà triệu từ từ dùng niệm lực truyền âm trên khuôn mặt nhỏ có một chút căng thẳng nàng ta cảm giác được trần mục đang rất mệt mỏi chương 164, đệ nhất thanh dân. Tuy là người của bọn họ không nhiều, nhưng mà tập trung sức mạnh lại, nhất định có thể đến giúp Trần Mục. Dư Tung đột nhiên tiến lên, toàn bộ chiến trường trên đỉnh núi đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Hắn biết Trần Mục còn có hạo nhiên kiếm ý sau cùng, không thể cho hắn cơ hội. Lý Thanh Lưu trợn mắt nhìn chầm chầm Dư Tung, kiếm khinh cuồng có thể mượn dùng sức mạnh của thánh kiếm nhưng mà lại không cho phép trần mục mượn dùng hạo nhiên kiếm ý để mà chiến đấu dư tung khẽ cười nói lý trưởng lão trận chiến này lão phu hy vọng có thể giữ sự công bằng tuyệt đối lý thành lưu nắm chặt nắm đấm hiện tại ông ta rất hy vọng trần mục có thể loại bỏ kiếm khinh cuồng để xem dư tung còn có thể cười được nữa hay không thánh kiếm của kiếm khinh cuồng ép trần mục đến mép của đỉnh núi trần mục bị bức thi triển ảnh vô tung một lần nữa kéo khoảng cách đủ xa cường giả ở hiện trường đều có thể nhìn ra được sau khi mà trần mục thi triển ảnh vô tung thì có một chút mệt mỏi tốc độ không nhanh như trước sức mạnh yếu đi rất nhiều ta sẽ không thua trần mục dùng niệm lực đáp lại để triệu tư tư yên tâm triệu tư tư chỉ có thể cầu nguyện cho hắn lần này kiếm khinh cuồng quay người rất nhanh cùng một chiêu mà dùng hai lần thì không phải là mới mẻ. Khóe miệng của hắn dịu cợt nói, chỉ biết chạy trốn sao, ngươi nhận thua đi. Trần Mục giọt đến chỗ cao, hắn nhìn xuống kiếm khinh cuồng, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Sau đó, hai tay của hắn nắm chắc dù sòng, trong lòng mặt niệm nói, mong là các vị tiền bố của Lăng Dân Tông cho ta mượn sức mạnh của các ngài. Những tiếng ầm ầm vang lên, Bình Đỉnh Sơn bỗng nhiên rung chuyển, ngay cái dân dịch ở nơi cao cũng hơi nhíu mày. Trên người của Trần Mục bộc phát sức mạnh đáng sợ, cường giả các tông một lần nữa bị hắn làm cho khiếp sợ. Bọn họ đều cho rằng Trần Mục thua chắc không thể nghi ngờ, thế mà cuộc diện chiến đấu phát sinh biến quá một lần nữa. Trong tu di giới chỉ, Cửu bính tàn kiếm của Trần Mục mượn sức mạnh cường đại, đôi mắt của hắn trở nên sáng ngời có thần, tựa như là hai ngọn đèn sáng, trên lửa kiếm vô sông mang theo sức mạnh đáng sợ. Kiếm khinh cuồng đối diện với sức mạnh khủng khiếp như thế, thân thể của hắn đang run rẩy, thánh kiếm trong tay thoát ra khỏi tay. Thánh kiếm sẽ rách không gian, muốn giành kết thúc trận đấu trước khi mà Trần Mục xuất kiếm. Trần Mục quả quyết dung kiếm, vô sông và thánh kiếm va chạm giữa không trung, hai cổ kiếm quan cường đại đồng thời được phóng ra. Ánh sáng kia quá mức lóa mắt, đám tiểu bối chỉ có thể nhắm hai mắt lại, những tiếng ầm ầm vang lên bọn họ nghe được một tiếng gian nặng nề toàn bộ bình đỉnh sơn đều đã bị lúng xuống dưới đôi chút chờ cho bụi mù tản đi bọn họ nhìn thấy trần mục cắm vô sòng xuống ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi cách đó không xa kiếm khinh cuồng ngửa mặt ngã xuống đất hắn đã mất đi năng lực chiến đấu thanh thánh kiếm kia nằm ở gần đó nếu không phải là thanh thánh kiếm kia giành tấn công trần mục còn chưa có tăng sức mạnh tới đỉnh phòng thì kiếm khinh cuồng không chỉ đơn giản là nằm xuống như vậy đâu một chút sức mạnh của cửu bính tàn kiếm cho trần mục mượn đã có quy lực thế này nếu hoàn toàn thôi động cửu bính tàn kiếm quy lực không có thể tưởng tượng nổi trần mục thắng trần mục đệ đúng là đứng nhất thanh dân bản rồi đám tiểu bối xung quanh vẫn còn trong khiếp sợ chưa có lấy lại được tinh thần tôn nguy lớn tiếng tuyên bố lâm dịch la bằng nhiệt quyết sôi trào tiểu sư thúc của bọn họ leo lên vị trí thứ nhất của thanh dân bản giúp cho đám tiểu bối của lăng dân tông nở mày nở mặt lý thành lưu tự hào nhìn dư tung tay của người sau đang không ngừng run rẩy mặt già đen kịch lý thành lưu không nhịn được cười to dư tung mở tấm chắn ra trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh kiếm khinh cuồng không có nói gì cả trực tiếp mang thánh tử của bọn họ rời đi Đệ tử Thánh Kiếm Sơn xám xịt rời khỏi. Lý Thanh Lưu lên đài hỏi thăm tình hình của Trần Mục. Triệu Tư Tư theo qua đó đỡ Trần Mục, khuôn mặt nhỏ sùng bãi nói: "Tiểu sư thúc, thúc thật sự lợi hại. Tiểu sư thúc, thúc mạnh thật đấy nha. Thật sự là quá sảng khoái, vừa rồi ta nhìn thấy cả quá trình của đệ tử Thánh Kiếm Sơn, cái mặt đen không có nói lời nào cả." Lâm Dịch la bằng, cười không ngậm được miệng cường giả các tông đang cảm khái. Trận chiến này của Trần Mục chắc chắn khiến cho cả Quang Châu kinh sợ, từ đó giữ vững địa vị tuyệt thế thiên kiêu ở Quang Châu. Tuy Trần Mục giành chiến thắng, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn tiêu hào không ít. Đây là cơ hội của các người. Có cường giả tông môn nhắc nhở với tiểu bố nhà của mình. Trận chiến này kiếm khinh cuồng đã bị thương, thế lực của Trần Mục tiêu hao nghiêm trọng. Những tiểu bố thiên kiêu khác có cơ hội giành được thành tích tốt hơn trong mắt của Trần Trúc ẩn chứa ý cười cảm khái nói rất nhiều năm trước Quan Châu từng xuất hiện một nhân vật truyền kỳ từng đi tới bước kiếm đạo vô địch không biết liệu chúng ta có thể nhìn thấy cường giả như vậy xuất hiện một lần nữa hay không dân dịch cười khẽ đom đóm dù có chói mắt hơn nữa cũng không có thể chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm con đường khoáng còn rất dài con lão an ủi đệ tử nhà của mình các ngươi không cần phải thấy mất mát, có thể cùng một thời đại với tuyệt thế thiên kiêu như vậy là giận mai của các người. Về sao có thể tự hào nói với hậu bối, mình cũng từng đỏ sức với tuyệt thế thiên kiêu. Ông ta đang khích lệ tiểu bối tông môn. Ba lão ở vượng cát lại cười hỏi, các người nói cái gì tiểu sư thúc của lăng dân tông kia và thánh nữ của chúng ta có xứng đôi không chứ? Quả mị nghe vậy, dối dàng phản bác. Diệu ngữ tỷ là thánh nữ của vượng cát chúng ta, trừ phi Trần Mục chịu ở rễ của vượng cát, trưởng lão ngài cảm thấy có khả năng không? Ừ, nghĩ vậy cũng đúng. Bà lão khẽ lắc đầu, sau đó quả mị cười xinh đẹp nói, ngược lại có thể giới thiệu với sư tôn của ta cho hắn. Nếu sư tôn của ngươi biết được còn không quốc chết ngươi sao? Bà lão cười lắc đầu, thanh dân đại hội chưa có bắt đầu, trận đấu đáng để mong chờ nhất sớm đã kết thúc đám tiểu bối các tông đều đang nghị luận. Trần Mục trở lại diện tử. Trước thanh dân đại hội vẫn còn nhiều thời gian một ngày để mà điều chỉnh trạng thái. Chương 165 Thanh dân đại hội Trần Mục trở về đến phòng, hắn uống hai cái bình linh dịch cao dài, sau đó sử dụng niết bàn hô hấp pháp, muốn dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục sức mạnh. Lý Thành Lưu có một chút lo lắng, thời gian cấp bách, không biết Trần Mục có thể khôi phục được bao nhiêu. Kiếm khinh cuồng ngồi xếp bằng trên giường. Dư Tung đang dùng linh lực trị thương cho tà ta. Doãn Hưu, Ngô Dĩnh đứng phía ngoài cửa. Thánh tử tông môn mà bọn hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, lại bị tiểu sư thúc của Lăng Dân Tông cường thể trấn áp. Sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Từ nhan đã bị trọng thương, không cách nào tiếp tục thi đấu. Hiện tại kiếm khinh cuồng cũng đã bị thương, linh lực trong cơ thể khô kiệt có thể đấu tiếp hay không rất khó nói. Trong phòng, kiếm khinh cuồng lấy ra đan dược kim sắc đã cất giấu rất lâu. Viên đan dược kia ẩn chứa sức mạnh sinh mệnh dồi dào. Dư tung nuốt ngụm nước bọt. Vậy mà lại là thánh đan thượng phẩm. Hương đan nồng đậm, tất nhiên là phải thánh đan lục phẩm trở lên. Đây là đan dược mà cường giả kiếm thánh cũng khó có thể có được. Tông môn có thể luyện chế ra đan dược thánh phẩm rất ít cho dù là Thánh Kiếm Sơn cũng phải tới Đan Tông ở Quyền Châu để mua đan dược thánh phẩm. Thánh đan thượng phẩm chính là bảo vật vô giá, đây là thứ có thể cứu mạng trong thời khắc máu chốt. Thương tích của kiếm khinh cuồng không phải rất nặng, hoàn toàn không cần phải dùng loại đan dược phẩm dài này. Nhưng mà thanh dân đại hội đã gần ngay trước mắt, kiếm khinh cuồng chỉ có thể uống đan dược thánh phẩm mới sớm khôi phục. Trong cơ thể của hắn hiện lên sức mạnh tràn trề vết thương trên cơ thể đang biến mất, linh lực cạn kiệt hiện lên như thủy triều. Dư Tung than nhẹ, đây là dạng hạnh trong bất hạnh, có sự trợ giúp của duyên đang dược thánh phẩm này. Đêm nay, kiếm khinh cuồng sẽ có thể khôi phục lại đỉnh phong. Kiếm khinh cuồng nắm chặt nắm đắm, hắn ta không cam tâm, bản thân vậy mà lại thua trần mục. Nếu không có thánh kiếm, hắn ta thậm chí còn thất bại thảm hại hơn. Thành dân đại hội lần này nhiệm vụ của Thánh Kiếm Sơn chúng ta là hai vị trí đầu tiên. Dư Tung trầm giọng nói, có dọn hưu phối hợp với người chắc hẳn rất đơn giản. Dọn hưu từng leo lên đầu thanh dân bản, thực lực rất mạnh, chỉ cần là bọn họ trấn áp những cái tiểu bối tâm môn khác, thì Thánh Kiếm Sơn vẫn có hy vọng giành được hai vị trí đầu bản. Kiếm khinh cuồng, nắm chặt, nắm đấm. Hiện tại, hắn ta chỉ muốn báo thù. Đây là lần đầu tiên hắn ta thất bại ở đời này đám thiên kiều đều đang nghị luận về Trần Mục. Trần Mục ngang đường xuất thế, đánh bại thánh tử mà thánh kiếm sơn đã khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm, chắc chắn sẽ trở thành thiên Kiều được chú ý nhất quan châu. Ngày hôm sau, thiên cơ cát đổi mới hai cái phần bản danh sách, Trần Mục đứng thứ nhất trên thành dân bản, xếp thứ hai trên tiềm lực bản quan châu. Ở tiềm lực bản chỉ là đứng sau thánh nữ Lâm Diệu Ngữ của phường cát có tiểu bối gọi bọn họ là Long Phượng Song Kiều. Đám la bằng biết tìm lực bản được cập nhật, Lâm Dịch nghi ngờ nói. Lâm Diệu Ngữ vậy mà còn cao hơn Tiểu Sư Thúc. Tiểu Sư Thúc từng đánh bại kiến khinh cuồng, Lâm Diệu Ngữ hình như không có chiến tích kinh diễm gì cả. Đợi Tiểu Sư Thúc tiến vào thiên bản thì sẽ biết rốt cuộc trong bọn họ ai mới là người càng có tiềm lực. La Bằng cười to nói, bọn họ trong đình diện nói chuyện về bản danh sách, vẻ mặt của lý thanh lưu nghiêm túc nói thừa dịp lúc này điều chỉnh trạng thái đi nếu biểu hiện tốt trong thanh dân đại hội trở về sẽ có phần thưởng phong phú Dần, thưa trưởng lão hai người liên tục gật đầu ngược lại triệu từ từ đang nhắm mắt suy nghĩ lý thanh lưu cao mày thời gian ngắn như vậy khẳng định là trần mục không có thể hồi phục được rồi thanh dân đại hội lần này cần phải triệu từ từ đứng ra nàng ta muốn gánh giác trách nhiệm quan trọng này còn hơi khó thiên cờ lầu thanh dân trấn dân dịch ngồi trên ghế uống trà tôn nguy đang báo cáo với ông ta các chủ lý thanh lưu nói thanh dân trấn có bóng dáng của tà tu tà tu sao trần trúc kinh ngạc rất nhiều năm về trước tây bộ quan châu còn có tà tông có thực lực cường đại có điều về sau bọn họ đã bị hồng phong nhấc kiếm sang bằng hiện tại Quang Châu chỉ có tà tu lẻ tẻ, đã rất lâu không có tin tức của bọn họ rồi. Dân dịch bừng chén trà, ngược lại không có để ý chuyện này. Ông ta uống trà vừa cười vừa nói. Ta nghe được chút tiếng gió, thanh dân đại hội lần này đoán chừng rất thú vị. Trần Trúc cùng Tôn Nguy đưa mắt nhìn nhau. Trần Trúc khom người nhỏ giọng nói, các chủ chẳng lẽ lần này sẽ xảy ra chuyện lớn sao? Có khả năng ánh mắt của dân dịch trở nên nghiêm túc. Thanh dân đại hội do thiên cơ cát đảm nhận, nếu như xảy ra chuyện, chắc chắn thiên cơ cát phải chịu trách nhiệm. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ cần đảm bảo trên thanh dân đại hội không xảy ra vấn đề gì là được. Những địa phương ngoài thanh dân đại hội xảy ra chuyện gì, chúng ta không quản. Dân dịch đặt chén trà xuống. Trước thanh dân đại hội ngày mai, ta sẽ đích thân kiểm tra đệ tử các tông. Trần Trúc và Tôn Nguy liên tục gật đầu. Có các chủ ở đây dạng sự vô ưu. Hôm sau trời tờ mờ sáng, Trần Mục đã mở mắt. Hôm qua hắn uống một lượng lớn linh dịch kết hợp với niết bàn hồ hấp pháp. Sức mạnh cũng đã khôi phục được khoảng 3 phần 10 trong lòng thầm nghĩ nếu có vị hôn thê ở đây thì tốt biết bao nhiêu. Trần Mục tự nhiên bước ra khỏi phòng. Tiểu sư thúc đám người triệu tư tư hành lễ với trần mục trạng thái tinh thần của trần mục vô cùng tốt đám tiểu bối sau khi mà nhìn thấy thì lòng tin tăng lên gấp bội lý thanh lưu không ngại người khác phiền nhắc nhở nói các người phải nghe lời của tiểu sư thúc ở trong đó đừng gây thêm phiền phức cho tiểu sư thúc đó đã biết rồi những lời này đám la bằng đã nghe rất nhiều lần đều có thể đọc thuộc luôn liên tục gật đầu bọn họ muốn ôm đùi lớn sao có thể chạy lung tung được. Bọn họ cử động đi tới bên ngoài bí cảnh. Bên ngoài bí cảnh có bạch ngọc đài rộng lớn, ở giữa có hối bi đá cao lớn, phía trên ghi chép thành tích leo lên đỉnh lần trước. Thánh Kiếm Sơn đứng thứ nhất, Phượng Cát xếp thứ hai, Lăng Dân Tông đứng thứ ba, Mang Tông đứng thứ tư, Ngũ Tiền Giáo đứng thứ năm. Chương 166 Thanh Dân Đại Hội núi thành dân bao phủ trong mây mù dày đặc. Bí cảnh còn chưa có mở ra, đám tiểu bối chờ ở trên bạch ngọc đài. Có rất nhiều tông môn đã chạy tới bên ngoài bí cảnh từ sớm, bọn họ sợ để lỡ thời gian. Trần Mục nhìn thấy kiếm khinh cuồng, hắn ta đã khôi phục lại đỉnh phòng. Nếu như đụng phải, có khả năng sẽ rất khó giải quyết. Trần Mục trái lại không có sợ hãi, hắn nắm chắc có thể đánh thắng kiếm khinh cuồng một lần nữa. Quả mị tự tới chào hỏi như thân thiết. Tiểu sư thúc, sau khi mà ngài tiến vào đừng có bắt nạt các tỷ mũ của phượng cát chúng ta nha. Ta còn muốn giới thiệu sư tôn cho ngài, đều là người một nhà mà. Trần Mục không biết phải trả lời thế nào. Hắn chú ý đến đám tiểu bố của phượng cát, thực lực đều rất mạnh, bọn họ mạnh hơn La Bằng và Lâm Dịch một chút. Lần trước Phượng Cát đứng thứ hai trong thanh dân đại hội, xếp vị trí thứ ba trong thường niên bản chính thể thực lực năm nay của bọn họ rất mạnh. Sau đó, đệ tử ngũ tiên giáo xuất hiện, bốn vị tiểu bối đều là cửu phẩm kiếm hậu, thanh niên áo xám đi đầu, trần mục đã từng gặp qua. Dung mạo nhìn có vẻ phổ thông, nhưng mà thực lực rất đáng sợ. Sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể còn mạnh hơn cả quả mị. So với phượng cát, ngũ tiên giáo càng có uy hiếp hơn. Trần Mục thoáng liếc mười mấy tông môn bên ngoài bí cảnh. Thánh kiếm sơn ít người, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thành tích. Tổng hợp lại, so sánh thì đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lâm Văn Tông chính là Ngũ Tiên Giáo và Phượng Cát. Nhưng mà sau khi tiến vào bí cảnh, sẽ có rất nhiều biến số, vẫn phải lưu ý những tông môn khác. Dân dịch xuất hiện bên ngoài bí cảnh. Tôn Nguy và Trần Trúc đi theo phía sau của ông ta. Xung quanh Bạch Ngọc Đài có lượng lớn các cường giả của thiên cơ trong coi. Gần đó còn có rất nhiều cường giả thiên cơ cát đang đi tuần, phòng bị nghiêm ngặt hơn trước kia rất nhiều. Dân dịch đang quan sát tiểu bố chỗ này, nhưng mà ông ta cũng không có phát hiện gì bất thường. Phía trời xa, có đảo U Quang sẽ rách không trung lao tới. Dân dịch quay người bay lên trời cao, đã biến mất trong chớp mắt. Các tiểu bối thiên kiêu và cường giả các tông trở nên cảnh giác. Mùi máu tươi thật là nồng nặc, là tà tu sao? Vẻ mặt của bà lão phường cát ngưng rộng, dư tung theo sau bay lên không trung cả giận nói tà tu mà cũng dám đặt chân đến núi thanh dân muốn chết sao tà tu đeo mặt nạ quỷ đã bị dân dịch chặn chỗ cách bí cảnh rất xa toàn thành quán tà tỏa ra quyết sương trong rất dữ tợn quỷ diện tu la lâu nhạc dương có cường giả tông môn nhận ra tên tà tu kia đám tiểu bối rất lạ lẫm với cái tên này lý thanh lưu trầm giọng nói năm đó tà tông bị diệt, có một bộ phận cường giả tà tông chạy thoát. Lâu nhạc dương lúc ấy chỉ là kiếm hoàng, nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn thì đã là kiếm thánh. Trần Mục cao mày kiếm thánh của tà tông xuất hiện chỗ này, mục tiêu chắc chắn có liên quan đến lăng dân tông. Khi trước chính là lăng dân tông tiêu diệt tà tông. Nhắm vào ta sao? Trong mắt của Trần Mục ẩn chứa hàng ý. Ở nơi xa, hai vị cường giả kiếm thánh lao vào giao đấu. Ở bên trong ống tay áo của dân dịch có trường kiếm màu trắng bạc giọt ra. Trong tay của Long Nhạc Dương nắm trường kiếm màu máu. Hai vị kiếm thánh đánh nhau khiến cho cả đám người của Trần Mục ở cách xa hơn 10 dặm cũng cảm thấy khiếp sợ. Sau đó Dư Tùng gia nhập trận chiến, hai vị kiếm thánh đồng thời ngên chiến với tà tông Lâu Nhạc Dương. Đám tiểu bối bay giọt lên trời. Đây chính là một trận chiến cấp kiếm thánh cực kỳ hiểm thấy. Trần Mục nhìn thấy núi non không ngừng sụp đổ, sức mạnh của kiếm thánh mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mà so sánh với Khương Phục Tiên, sức mạnh của bọn họ yếu hơn rất nhiều. Sức mạnh Khương Phục Tiên phong ấn trong ngọc bội còn có thể dùng một kiếm sang bằng nửa Bắc lầm. Đối diện với sự liên thủ của dân dịch và dư tung, Lâu Nhạc Dương bị đánh thủ quyết, hắn ta kinh ngạc nói Không nghĩ tới lại của những hai kiếm thánh sao. Lâu nhạc dương đột nhiên quay người bỏ trốn. Dư tung quá to, đừng có mơ có thể trốn thoát. Dư tung đuổi sát theo sau lâu nhạc dương. Dân dịch có một chút do dự nhưng mà vẫn đuổi theo. Tà tu làm hại sinh linh ở Quang Châu, khó khăn lắm cái tên lâu nhạc dương này mới hiện thần. Đây là cơ hội tốt để mà trừ khử hắn ta. Nếu như hôm nay thả lâu nhạc dương chạy thoát, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Rất nhanh, đám tiểu bối không còn nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Trần Mục cao mài, cảm nhận được sự bất thường. Trần Mục nhìn tiểu bối của Thánh Kiếm Sơn, vậy mà Dư Tung không ở lại bên cạnh cái đám người kiếm khinh cuồng lại đủ theo truy sát lâu nhạc dương. Chẳng lẽ thật sự quán hận tà tu sao? Nếu như đây là kế điệu hổ ly sơn của tà tu, thì đám người kiếm khinh cuồng phải làm sao đây? Do Dư Tùng ngu xuẩn hay là trong này có bẫy trần mục không cách nào xác định được hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản tôn nguy an ủi mọi người yên tâm đi thiên cơ cát sẽ bảo đảm an toàn của các người hiện trường còn có rất nhiều cường giả tông môn cộng thêm các cường giả do thiên cơ cát phái ra dù cho có cường giả tà tông đánh tới bọn họ cũng có thể ứng phó được thời điểm mặt trời đã lên cao tất cả các tông môn đều đã đến bạch ngọc đài Bên ngoài bí cảnh xuất hiện thông đạo màu vàng. Trần Trúc đứng bên cạnh thông đạo. Hắn ta phụ trách cái việc phát Ngọc Điệp cho đám tiểu bối. Chỉ cần leo lên đỉnh, Ngọc Điệp xuất hiện phản ứng đặc thù. Người bên ngoài bí cảnh có thể biết được ai leo lên đỉnh, sau đó thống kê thành tích. Mặc dù rau nhạc dương đến gây rối, nhưng mà thanh dân đại hội vẫn cử hành như thường lệ. Nếu như bỏ lỡ thì phải đợi đến thêm 10 năm. Trần Mục nhận lấy Ngọc Điệp, hắn dẫn theo tiểu bố của Lăng Dân Tông đi vào trong bí cảnh. Cảnh tượng bên trong bí cảnh tương tự như bên ngoài, nhưng mà linh khí xung quanh nồng đậm hơn. Trần Mục cảm thấy chỉ ở chỗ này hai ngày thì có thể khôi phục lại đỉnh phòng. Nhưng mà trưa mai bí cảnh sẽ đóng lại. Đến lúc đó người tu hành bên trong sẽ được truyền tống đến Bạch Ngọc Đài bên ngoài. Chương 167 Thanh Dân Đại Hội Trần Mục mỉm cười với đám tiểu bối nói, núi thanh dân giống như là mê cung, tạm đừng có dội leo lên, chúng ta đi tới nơi sâu trong thanh dân xem trước đi. Tiểu bối các tông đều đi về phía núi thanh dân, Trần Mục muốn tới chỗ sâu trong thanh dân. Hắn nghe Triệu Phi Yên nói, trong đó có lẽ có điều may. Lần đánh dấu này phải ở thanh dân tiên phủ, Triệu Phi Yên và Diệp Hoành đều không có manh mối. Trần Mục không biết có thể tìm được tòa tiên phủ kia hay không. Đám người của La Bằng không có ý kiến, tất cả đi theo bên cạnh Trần Mục, bọn họ tin tưởng tiểu sư thúc. Những nơi bọn họ đi qua có quyển điệp đủ mọi màu sắc xuất hiện. Những quyển điệp này trông có vẻ không khác hồ điệp là bao. Có con bay tới núi Thành Dân, có con bay đi khắp nơi. Nơi sâu ở trong Thành Dân chỉ là khu vực phía sau núi Thành Dân, nơi đó quanh năm được bao phủ bởi mây xanh. Nghe đồn Thành Dân tiên phủ có khả năng là ở bên trong bên ngoài bí cảnh, Trần Trúc phát xong tất cả ngọc điệp. Tôn Nguy nhìn tay của Trần Trúc trống không, cao mày nhỏ giọng nói, không còn thừa ngọc điệp sao? Không thừa. Trần Trúc không kịp phản ứng lại. Toi rồi. Trần Trúc đột nhiên vỗ mạnh vào đầu. Từ nham đã bị trọng thương không tới, sao có thể phát hết được ngọc điệp? Có người thừa dịp, hỗn loạn trà trộn vào thanh dân đại hội. Trần Trúc cùng với Tôn Nguy cảm thấy rất là không ổn, nếu có tiểu bối xảy ra chuyện ở thanh dân đại hội, thiên cơ cát sẽ rất phiền phức. Nếu như là tiểu bối của thế lực siêu cấp xảy ra chuyện gì, thì sẽ rắc rối cực lớn. Nếu như là mấy vị tiểu bối như Trần Mục kiếm khinh cuồng, hậu quả càng không dám nghĩ tới. Phát Ngọc Điệp sau cùng chính là vì sợ bị đánh tráo. Không nghĩ tới sẽ bị lấy đi ngay trước mặt. Có thể trà trộn vào đây dưới mí mắt của chúng cường giả. Thực lực của tên kia chắc chắn rất mạnh, hơn nữa còn là sở trường ẩn náo. Cả người của Trần Trúc đều tê dại, vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này lại còn xảy ra trong tay của hắn. Bọn họ không dám nói chuyện này ra, chỉ có thể cầu nguyện tiểu bối thiên kiều ở bên trong có thể bình an. Bí cảnh thanh dân Đa số các thiên kiều đều trực tiếp tiến về núi thanh dân. Núi thanh dần cao tận mây xanh, chung quanh có cấm chế cường đại, hạn chế linh lực. Đừng nói leo lên đỉnh leo đến sườn núi thôi cũng đã khó khăn đường trên núi mỗi năm đều có thay đổi tựa như là mê cung chỉ có hai con đường có thể thông đến đỉnh núi rất nhiều tiểu bối của các tông môn đều tách ra hành động như thế thì tỷ lệ leo lên được đỉnh sẽ cao hơn có một số tiểu bối tiến về nơi sâu trong thanh sơn nơi đó là dùng đất may mắn từng có tiểu bối lấy được thánh dược ở trong đó sau đó quật khởi phần lớn các tiểu bối kiếm hậu đỉnh phong đang trong giai đoạn đột phá. Khi mà đột phá đến cảnh giới kiếm dương, chắc chắn càng có ưu thế hơn. Sống của cường giả không ngừng xuất hiện. Đám người của Trần Mục vừa tới gần nơi sâu ở trong thành dân, lập tức cảm nhận được dài cổ sống mạnh mẽ. Trần Mục chưa nghĩ đến việc đột phá. Hắn không có muốn lãng phí thời gian. Cho dù không có đột phá, hắn cũng tự tin đánh bại được tất cả thiên kiều bên trong bí cảnh bên trong bí cảnh xuất hiện rất nhiều cường giả kiếm dương. Thanh dân đại hội lần này còn kịch liệt hơn so với trước kia. Các người phải chú ý. Trần Mục cười nhắc nhở nói. Bọn người của Lâm Dịch liên tục gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ có tiểu sư thúc ở đây hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ta cảm nhận được có bốn vị cường giả kiếm dương đang chạy đến nơi sâu trong thanh dân. Trần Mục sử dụng quyển điệp giám sát toàn bộ bí cảnh thanh dân. Hiện tại, niệm lực của hắn lớn mạnh, quyển điệp không khác hồ điệp bình thường là bao. Mắt thường khó có thể phân biệt được, trừ phi có niệm lực mạnh mẽ như triệu tư tư. La bằng, díu mày rậm, trầm giọng nói, tiểu sư thúc là nhắm vào chúng ta mà tới sao? Khó nói lắm, có khả năng muốn đến tìm giận mai. Trần Mục nhắc nhở bọn họ, nơi sâu trong thanh dân, ở giữa thanh dân có một ngọn núi nhỏ không cao, vị trí rất dễ thấy ở phía trên có căn nhà gỗ cũ nát bạch diên chỉ cao cỡ nửa người ngồi xổm trên nóc nhà trên người của nó mặc một chiếc áo thanh sam cũ nát hai tay thon dài mặt đầy nếp nhăn xem ra tuổi tác rất cao đang gãi gãi đầu nhìn bọn người của trần mục biểu cảm của bạch diên ngốc nghếch thoạt nhìn nó chẳng có uy hiếp gì trần mục quan sát bạch diên bởi vì khoảng cách hơi xa không có cách nào sử dụng pháp nhãn kim đồng Tạm thời hắn không có thể phán đoán sự nông sâu của bạch diên, nhưng có thể cảm giác được bạch diên không đơn giản. Quả nhiên là có bạch diên. Ta từng nghe sư tôn nhắc tới, vài trăm năm trước ngài đã từng gặp bạch diên trong bí cảnh thành dần. Ta cũng nghe nói bên trong bí cảnh thành dần có bạch diên sinh sống. Hơn nữa dường như nó rất lợi hại. Từng có tiểu bối trêu chọc nó, bị nó dùng kiếm chém chết chỉ cần không trêu chọc nó thì sẽ không có phiền phức trần mục liếc nhìn bạch nhiên cả căn nhà cũ nát phía dưới nó sau đó thu ánh mắt lại thời gian cấp bách chúng ta tới nơi sâu trong thanh dân để mà xem xem mục tiêu của hắn là thanh dân tiên phủ và tạo hóa còn đáp ứng khương phục tiên giành được thành tích tốt thời gian còn lại của bọn họ vốn không nhiều trần mục dẫn đám tiểu bối đi vào nơi sâu trong thanh dân ánh mắt của Bạch Duyên dõi theo chuyển động của bọn họ. Đến nơi sâu trong thanh dân, Trần Mục cảm nhận được linh khí xung quanh trở nên nồng đậm hơn. Trong mắt hắn có kim quang nhàn nhạt. Nơi này chính là giường thuốc. Lâm Dịch vừa cười vừa nói, tiểu sư thúc, ta nghe nói có tiểu bối tìm được thánh dược ở chỗ này đó. Đi vào thử dần mai. Trần Mục ngự kiếm bay lên, nơi cách xa thanh dân. Việc ngự kiếm vẫn dễ dàng như cũ, đám tiểu bối theo sát phía sau của Trần Mục. Nơi sâu trong thanh dân bị sương mù bao phủ, lâm dịch và la bằng không có nhìn thấy gì cả. Trái lại triệu từ từ có thể dựa vào niệm lực để mà cảm nhận tình hình xung quanh. Chương 168 Thanh dân tiên phủ Triệu từ tư, tư cảm nhận tình hình xung quanh, Trần Mục có thể sử dụng pháp nhãn kim đồng, nhìn sự biến hóa yếu ớt của linh khí trời đất. Linh khí chỗ này Chảy như là sông suối dưới lòng đất Chắc chắn có đại dược siêu cấp Đang hấp thụ linh khí ở gần đây Trần Mục dẫn bọn họ Đi tìm đại dược Bọn họ tiện đường tìm được rất nhiều Linh dược trung phẩm Trần Mục trực tiếp dùng mấy cái gốc linh dược Đây là cách dùng khá bá đạo Như thế này có thể hồi phục Linh lực càng nhanh hơn Trần Mục không có tìm thấy thanh dân tiền phủ Nhưng mà lại phát hiện gốc cổ thụ Nơi sâu trong thanh dân gốc cây kia cao hơn 10 trượng, cành lá sum xuê kết đầy quả. Cây đào sao? Không, không phải là cây đào bình thường đâu. Trần Mục chú ý tới quả đào trên cây, đỏ tươi mọng nước, lớn hơn quả đào bình thường rất nhiều. La bằng, lâm dịch, không có dám hành động khinh suất Triệu từ từ dùng niệm lực truyền âm nói, tiểu sư thúc, chung quanh nơi này liệu có nguy hiểm hay không? Trần Mục không phát hiện bất thường, xung quanh gốc đào này không có bẫy, những quả linh đào này có thể so được với linh dược thượng phẩm, là linh quả hiếm thấy trên thế gian. Đám tiểu bối mừng rỡ, trên cây có rất nhiều linh đào. Trần Mục bước về phía cây hái quả, sắc mặt của đám tiểu bối đi theo lại tái mét. Xung quanh có cấm chế cường đại, khiến cho bọn họ khó có thể bước tiếp. Trần Mục cảm nhận được áp lực, nhưng mà vẫn leo lên cây dễ dàng, thành công hái được linh đào. Linh đào hàm chứa năng lượng dồi dào. Trần Mục bắt đầu ăn một miếng lớn, linh lực được khôi phục nhanh chóng. Đám tiểu bối bên dưới nuốt nước miếng. Trần Mục ném cho đám la bằng ba quả. Cảm ơn tiểu sư thúc nha. Trên mặt của bọn họ đều nở nụ cười. Loại bảo bối thế này bọn họ không có nở ăn đâu. Ngay cả triệu từ từ cũng cất linh đào đi. Trần Mục leo đến vị trí cao hơn trên cây. Linh đào ở chỗ đó càng lớn hơn, hàm chứa linh lực càng dồi dào đều ăn đi đừng có chỉ nhìn ta như thế chứ trần mục lại ném ba quả linh đào nữa linh đào lần này to hơn cả lúc nãy cảm ơn tiểu sư thúc đi theo sư thúc quả nhiên không sai rồi năng lượng thật là nồng đậm ta cảm thấy nếu như ăn hết linh đào này ta có thể đột phá đến cửu phẩm kiếm hậu đa tạ tiểu sư thúc trên mặt của đám tiểu bối tràn đầy ý cười trần mục tự mình hái rất nhiều linh đạo. Hắn còn muốn chia cho tiểu bối của Lăng Dân Tông và người nhà ở Hắc Thạch Thành, cho nên hái xuống rất nhiều linh đạo. cục chưa đủ sao? Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là thật tham. Bên ta của Trần Mục gian lên giọng nói khàn khàn Hắn đã bị giọng nói này dọa sợ không nhẹ. Cách nhau xa như vậy mà vẫn có thể truyền âm chắc chắn là cao thủ rồi. Hắn đoán rằng chính là Bạch Duyên đang nói chuyện Trần Mục lập tức thu liễm lại. Hắn nhìn chỗ cao nhất trên cây đào, nơi đó có quả đào màu vàng, tỏa ra cái mùi thơm nồng nàn. Trần Mục có một chút đau lòng, cảm giác mình vì hạt dừng mà đánh mất quả dưa hấu. Nếu như lấy được quả đào màu vàng kia, không biết sẽ có được sức mạnh như thế nào. Rời khỏi gốc đào thần kỳ này, Trần Mục dẫn theo đám tiểu bối tiếp tục tìm kiếm thanh dân tiên phủ. Nguyễn Điệp ở bốn phía xung quanh đang giúp hắn tìm kiếm. Nhưng mà điều không có thấy bóng dáng của tiền phủ, ngược lại tìm được rất nhiều linh dược có phẩm dài rất cao. Trần Mục chia cho đám tiểu bối một phần linh dược, bọn họ đi theo hắn, được chia chút đồ tốt là dĩ nhiên. Hắn có được lượng lớn linh dược, giả lại bạch viên không có nói gì, xem ra linh dược có thể lấy tùy ý. Tiểu bối bình thường, nơi sâu trong thanh dân, đừng nói là tìm linh dược, còn thường xuyên có tiểu bối lạc đường vào trong này, vì vậy mà lỡ mất thời gian leo lên đỉnh núi. Trần Mục tiếp tục dẫn đám tiểu bối đi thu hoạch lượng lớn linh dược, còn phong phú hơn cả cái phần thưởng của tông môn. Rất nhanh, non nửa ngày đã trôi qua. Đám người của Trần Mục còn chẳng thấy được cái bóng của tiền phủ, nơi sâu trong thanh dân hiển nhiên là một diều thuốc. Bí cảnh thanh dân không lớn, chẳng lẽ thanh dân tiên phủ còn có thể được giấu dưới lòng đất sao? Tới gần giữa trưa, Trần Mục dẫn theo đám tiểu bối rời khỏi nơi sâu trong thanh dân. Thành tích của thanh dân đại hội là quan trọng nhất, tiếp tục trì quản có thể ảnh hưởng đến thành tích. Quyển điệp của hắn vẫn còn trong núi tìm đường. Quyển điệp không chịu ảnh hưởng của cấm chế, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với các tiểu bối còn lại. Ngay cả quyển điệp cũng không tìm được đường thì những tiểu bối còn lại càng không cần phải nghĩ. Các người chạy tới núi thanh dân trước, ta theo sau trần mục vẫn còn muốn tiếp tục tìm kiếm thanh dân tiên phủ la bằng và lâm dịch có hơi bất ngờ bọn họ muốn ôm bắp đùi của trần mục nếu mà trần mục có việc bọn họ không muốn gây thêm phiền phức trần mục dùng niệm lực truyền âm triệu sư điệp ngươi dẫn bọn họ đi theo con hồ điệp này đi triệu tư tư cảm nhận được sự tồn tại của quyển điệp khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta mang theo nụ cười tiểu sư thúc yên tâm chúng ta chờ ngài ở phía trước tốc độ của trần mục nhanh hơn bọn họ rất nhiều đợi lát nữa có thể đuổi theo bọn họ nếu như bọn họ đi theo mình đợi chút nữa ngược lại rất dưỡng díu hắn tiếp tục tìm kiếm thanh dân tiên phủ lúc đi qua cái mảnh rừng cây nào đó trần mục chợt dừng lại trong rừng cây xung quanh xuất hiện bốn vị cường giả kiếm dương áo đen che mặt bọn họ bao vây trần mục ta còn tưởng các ngươi đến tìm vận mai không nghĩ tới là đến để mà tìm chết trong mắt của Trần Mục hiện lên kim quang. Hắn xác định bản thân chưa từng gặp qua những thiên kiêu này. Bọn họ thậm chí chưa từng lộ mặt ở thanh dân trắng. Cố ý ẩn nắp đến tận bây giờ, xem ra thật sự có thế lực muốn nhầm vào ta. Trong tay của Trần Mục xuất hiện vô sông, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Ta hỏi người hai vấn đề, trả lời được các ngươi có thể sống sót mà rời đi. Trần Mục muốn cho bọn họ có cơ hội sống tiếp, nhưng mà bốn vị tiểu bối kiếm dương này đồng thời xuất kiếm trong rừng giang lên tiếng sấm kiếm quang chọi mặt chương 169 thành Dân tiên phủ đối mặt với bốn đạo kiếm quang cường thế trần mục nhẹ nhàng né khỏi trong mắt của hắn ẩn chứa hàng ý đối phương mang theo sát ý vậy hắn tuyệt không có đường tài trong rừng giang lên tiếng rồng gầm tiếng sấm đã bị đánh tàn liên tiếp ba vị cường giả kiếm dương bị hắn chém chết, đều chỉ trong thời gian chớp mắt. Vị kiếm dương thứ tư đã bị Trần Mục phế đi tử chi. Ai phải các người tới? Trần Mục ép hỏi tên kiếm dương nằm trong dũng máu kia. Hắn ta không có nói gì, niệm lực của Trần Mục tràn vào trong thức hải của hắn, muốn cưỡng ép lấy được thông tin. Đột nhiên xuất hiện hàng ý đánh tới. Trần Mục dỗ dàng lùi lại, kiếm dương kia vậy mà lại chọn tự bạo bản mệnh kiếm trong cơ thể tiếng nổ gian lên đinh tài nhức ốc trần mục cao mài trong mắt của bọn họ hoàn toàn không có tình cảm chắc hẳn chỉ là tử sĩ được bồi dưỡng thôi bọn họ đều mặc áo đen nhưng mà không giống với thanh niên hi gặp phải hôm đó thanh niên hi cực kỳ mạnh những tiểu bố vừa tiến được một chân vào kiếm dương này ngay cả một chiêu của trần mục cũng không có đỡ được xem ra có thế lực không muốn ta sống rồi trần mục cảm thấy ở gần đó có cường giả đang dồn ngó những kiếm dương này hẳn là đến thăm dò tình trạng của hắn nếu như vừa rồi hắn biểu hiện không có đủ mạnh thì có lẽ cái tên cường giả thăm dò trong bóng tối kia sẽ ra tay phải nhử hắn ra ngoài lúc mới bắt đầu trần mục không có nghĩ quá nhiều cảm giác thăm dò kia rất nhanh đã biến mất trần mục không lơ là hắn tiếp tục đi quanh núi thanh dân tìm kiếm thanh dân tiền phủ Trần Mục đi khắp núi Thanh Dân để tìm, chỉ cần là khu vực pháp nhãn kim đồng có thể nhìn đến, hắn đều kiểm tra cẩn thận, nhưng mà vẫn không phát hiện Thanh Dân tiên phủ. Đánh dấu có cần phải làm khó vậy không? Lần đánh dấu mộ kiếm hòa kia, Trần Mục suýt chút nữa đã bỏ mạng ở Bắc Lâm rồi. Bây giờ có thể tìm được thanh dân tiên phủ hay không cũng là một vấn đề. Hắn lãng phí rất nhiều thời gian dưới núi thanh dân. Trên núi thanh dân có rất nhiều tiểu bối đã đến giữa sườn núi, tranh đấu bên trên rất kịch liệt. Kiếm khinh cuồng và doãn hưu của Thánh Kiếm Sơn đụng phải tiểu bối của những tông môn khác, liền trực tiếp đánh ngã bọn họ, phong diệt bọn họ trèo lên đỉnh. Phượng Cát, Ngũ Tiên Giáo đều muốn tránh bọn họ. Đường leo lên đỉnh có rất nhiều, chỉ dựa vào kiếm khinh cuồng cùng doãn hưu thì khó có thể ngăn cản tất cả tiểu bối. Có một bộ phận thiên kiêu mạnh mẽ nhảy qua lưng của sườn núi, đám người triệu từ từ, vừa đi vừa nghỉ còn cách eo núi một đoạn nữa. Nguyễn Điệp đang tìm con đường chính xác cho bọn họ. Dựa theo tình hình phía trước, mỗi năm đều có hai con đường chính xác thông tới đỉnh núi. Chỉ cần có tiểu bối leo được lên đỉnh núi thì những tiểu bối còn lại có thể dễ dàng tìm được con đường leo lên đỉnh núi thành dân. Vẻ mặt của Thánh Kiếm Sơn, Ngô Vĩnh đang phụ trách việc tìm đường. Kiếm khinh cuồng, doãn hưu phụ trách việc nhắm vào các tiểu bối các tông, làm cho những tông môn có thực lực chỉnh thể yếu kém hoàn toàn mất đi cơ hội tranh đoạt thứ hạng. Bên ngoài bí cảnh, dân dịch và dư tung trở lại Bạch Ngọc Đài. Tôn Nguy vô dạc tiến lên khom người nói, các chủ lâu nhạc dương có bị xử tử không? Đáng tiếc, để cho hắn chạy thoát rồi. Dân dịch có một chút tiếc nuối. Lâu nhạc dương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, nếu như có thể giải quyết hắn ta chắc chắn chính là tạo phúc cho quan châu trần trúc nói tin tức của người trà trộn vào bí cảnh thanh dân cho dân dịch biết người sao trầm giọng nói xem ra tin tức kia là thật thiên cơ cát sớm đã thu được tình báo lần này tà tông lộ diện chỉ là để đánh lừa thôi đoán chừng phía sau qua mưu rất lớn dân dịch khẽ cười nói đó chính là tiểu sư thúc của lăng dân tông yên tâm đi dân dịch không lo về trần mục, ông ta càng không có lo về kiếm khinh cuồng. Chỉ cần là bọn họ không có xảy ra chuyện, những tiểu bối còn lại xảy ra chuyện thì đều có chỗ thương lượng. Dương nghiệp của tà tông có thù quán làm dân tông. Nếu như mục tiêu của bọn họ là thiên kiêu của những tông môn khác, thì dư nghiệp tà tông ắt sẽ chịu sự liên hợp dây quét. Thiên cơ cát có mạng lưới tình báo rộng lớn, dân dịch biết rất rõ. Chuyện lần này tuyệt đối không có chỉ đơn giản là dư nghiệp của Tà tông tớ trả thù. Phía sau chắc chắn có âm mưu lớn hơn, có tấm lưới đang đến gần. Lại nói về Trần Mục, đi tới chỗ gần cái núi nhỏ, hắn nhìn căn nhà cũ nát ở trên núi nhỏ và Bạch Diên, hắn nhìn căn nhà cũ nát ở trên núi nhỏ và cả Bạch Diên mặt thanh sam ngồi sớm trên nóc nhà. Trần Mục có một suy đoán to gan, hắn đi tới núi nhỏ, trên núi không có thực vật, rất sạch sẽ chỉ là gian nhà gỗ kia đã rất cũ nát. Bạch Duyên già chăm chăm đánh giá Trần Mục. Trần Mục khom người hành lễ. Tiền bối, xin hỏi nơi này có phải là thanh dân tiên phủ không? Bạch Duyên già gãi cái bả dài mở miệng nói. Ngươi cảm thấy nơi này giống sao? Bạch Duyên thật sự là biết nói chuyện. Trần Mục nhìn Bạch Duyên có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của nó. Núi không nhất định phải cao. Có tiên thì chính là danh sơn, nước không nhất định phải sâu, có rồng sống thì chính là linh thủy. Giảng bối muốn tiến vào xem xem. Thái độ của Trần Mục thành khẩn, Bạch Duyên già tiếp tục gãi cảm. Muốn xem thì xem, dù sao cũng chỉ là căn nhà nát. Trần Mục nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ nát ra. Sợ dùng sức thì cánh cửa này hỏng mất. Cái tấm dáng gỗ ở giữa có rất nhiều khe hở, trong phòng rất sáng. Bên trong trống không, chỉ có hai đài tọa hoa sen giống nhau căn nhà cũ này chỉ có chức năng che mưa che gió. Đối với rất nhiều người mà nói, nơi có thể che mưa che nắng thì đã đủ rồi. Trần Mục ngồi xếp bằng trên đài sen. Bạch Duyên già treo ngược bên cửa sổ nhìn Trần Mục, phản phất như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Thành công đánh dấu thanh dân tiên phủ, chúc mừng giành được tuyên nguyên tẩy tủy. Những tiếng ầm ầm vang lên, tiếng sấm vang lên, bầu trời sáng sủa xuất hiện mây đen trong nhảy mắt bí cảnh thanh dần trở thành đêm đen. Tiểu bối ở trong núi đều nhìn hướng về cái tòa núi nhỏ kia. Bên trong bí cảnh có một đạo ánh sáng màu vàng dán từ trên trời cao xuống, nhảy mắt xuyên qua gian nhà cũ nát. Chương 170 Thanh dân tiên phủ Bạch nhiên nhìn kim quang bao quanh Trần Mục. Nơi này đúng là thanh dân tiên phủ. Trần Mục cảm khái trong lòng, quá ra thanh dân tiên phủ ở vị trí bắt mắt nhất ở trong bí cảnh của thanh dân. Đương đương là kiếm tiên, vậy mà lại ở chỗ này. Cục sáng kia rất chói mắt, ngay đến cả cường giả các tông môn bên ngoài của bí cảnh cũng có thể cảm nhận được. Dư Tung trầm giọng nói, tia sáng kia thật là mạnh, chẳng lẽ tạo quá mà thanh dân kiếm tiên lưu lại sao? Dân dịch chắp tay sau lưng vừa cười vừa nói, bọn họ vốn chính là thiên phú dị bẩm, lại có thể có được tạo quá của kiếm tiên tiền đồ vô lượng. Bên ngoài bí cảnh cường giả các tông, mang theo tâm trạng kích động, hy vọng là tiểu bố nhà của mình. Tiên nguyên tràn vào trong cơ thể của Trần Mục, gần cốt da thịt của hắn đều đang tiếp nhận tôi luyện. Đây cũng không phải là quá trình thoải mái gì, cần phải chịu sự đau đớn tột độ. Cơ thể của Trần Mục trải qua tôi luyện rất nhiều lần, nhưng mà lúc tiếp nhận tiên nguyên tẩy tủy, vẫn có lượng lớn tạp chất đã bị bài thải ra khỏi cơ thể tiểu bối trên núi thanh dân trang đầy ngưỡng mộ bọn họ không biết là ai có được tạo hóa chỉ có thể tiếp tục leo núi đối với bọn họ mà nói thành tích rất quan trọng đám người của triệu tư tư đến giữa eo núi là tiểu sư thúc sao ta cảm thấy chắc là tiểu sư thúc rồi la bằng lâm dịch đoán rất chính xác bởi vì trần mục nói hắn có việc còn lưu lại phía dưới hơn phân nửa là hắn tìm kiếm tạo hóa của kiếm tiền bỗng nhiên quyển điệp bay xuống dưới núi triệu từ từ không biết xảy ra cái chuyện gì nàng ta dẫn cái đám la bằng đi theo quyển điệp lời tiểu sư thúc nói nhất định là phải nghe bọn họ rời đi không lâu kiếm khinh cuồng liền xuất hiện khu vực này đúng là chuồng thật nhanh kiếm khinh cuồng tiếp tục đuổi đánh những tiểu bối muốn leo núi khác hắn ta gặp được đệ tử đi một mình của phượng cát đều ra tay độc ác gặp phải ngũ tiền giáo đi nhiều người, kiếm khinh cuồng mới lựa chọn tạm buông tha. Trong rừng núi, có tiểu bối của Mang Tông bị Doãn Hưu đánh bại. Thanh niên cường tráng kia bị thương rất nặng, đã không có thể tiếp tục leo núi, chỉ có thể xuống núi thôi. Hắn ta vừa đi không bao xa, đã nhìn thấy mặt quỷ âm trầm. Thanh niên cường tráng khiếp sợ, sau đó ngực quán ta đã bị bàn tay sắc bén xuyên thủng. Thanh niên cường tráng của Mang Tông kia không kịp kêu cứu, thân thể của hắn ta bắt đầu khô cạn rất nhanh đã bị thanh niên hi nuốt chửng thanh niên hi đeo mặt nạ ác quỷ toàn thân giống hệt như râu nhạc dương sau khi mà nuốt tiểu bối sức mạnh của hắn ta được nâng cao trên diện rộng không nhịn được diễu cợt nói một tên thiên kiêu mà đòi chống lại nhiều năm khổ tu của ta núi thành dân còn có rất nhiều thiên kiêu Thanh niên h I. giống như ma quỷ, không ngừng săn giết những thiên kiêu bị trọng thương kia. Nhưng mà hắn ta cũng đã bị quyển điệp của Trần Mục bắt được. Bên trong căn nhà cũ, Trần Mục cao mày, tên kia vậy mà cũng ở trong này sao? Trần Mục hiện tại không cách nào thoát thân, hắn muốn đứng dậy lại bị cột sáng tiên nguyên giam cầm. Thanh niên h I. kia đang săn giết những cái tiểu bố bị thương, sức mạnh nhanh chóng được tăng cường có lẽ không lâu nữa sẽ xuất hiện tà tu cực kỳ đáng sợ hiện tại trần mục không cách nào mà giúp đỡ những tiểu bối còn lại chỉ có thể dẫn dắt đám người triệu từ từ tránh thoát Tuyên bối trên núi thanh dân của tà tu ngài có thể ra tay trấn áp hắn ta không trần mục khẩn cầu bạch nhiên treo ngược bên cửa sổ ta không có thể đến núi thanh dân nơi đó có cấm chế trần mục cao mày thanh niên hắc y lạm sát kẻ vô tội đây là khiêu khích các đại tông môn ở Quang châu hắn ta thật là to gan chẳng lẽ không sợ các tông liên hợp lại dây quét tà tu đêm đèn gió lớn đã có mười mấy tiểu bối bị sát hại trong đó còn có các đệ tử của phượng cát bị để mắt tới trước khi bị sát hại tiểu cô nương kia đã phóng ra kiếm kỹ quả diễm giọt lên trời cao nàng ta muốn nhắc nhở những người khác quả mỹ phát giác được sư mũi đã gặp nguy hiểm, lập tức chạy tới khu vực kia để kiểm tra. Lúc mà đuổi đến, nhìn thấy một đống xương trắng và váy áo màu đỏ. Dương sư mũi! Quả mị thét to, vừa sợ vừa giận. Trong rừng cây có bóng đèn đánh tới, thanh niên hắc kia còn chưa có rời đi. Quả mị rút kiếm, lửa cháy mạnh lan ra từ dưới chân của nàng ta, chiếu sáng cả khu vực. Mặt nạ ác quỷ của thanh niên hắc dính đầy máu tươi dưới ánh sáng lộ ra cái vẻ cực kỳ dữ tợn, khủng khiếp, chết đi cho ta. Quả Mị không muốn biết hắn là ai, chỉ muốn giết chết cái thanh niên Hắc Y báo thù cho sư muội. Nàng ta dùng linh kiếm kiếm quang rực lửa được chém ra. Thanh niên áo đen đột nhiên lao về phía trước, tốc độ rất nhanh, hắn tránh thoát được kiếm quang của Quả Mị, bàn tay đỏ thẫm trực tiếp duỗi tới trước ngực của Quả Mị. Quả Mị dùng kiếm chém về phía bàn tay kia thành linh kiếm này bị bóp nát ngay tại chỗ. Phải biết, linh kiếm trong bàn tay của nàng ta chính là rèn từ quả kim thạch mà thành, cực kỳ cứng cáp. Tuyệt đối không phải thứ linh kiếm tầm thường có thể so sánh. Thế mà thanh niên H.I. có thể tay không bóp nát, da thịt quán ta mạnh đến mức bất bình thường. Trong mắt quả Mỹ xuất hiện vẻ quảng sợ, nàng ta bộc phát huyết mạch đặc biệt trong cơ thể, gương mặt xuất hiện biến quá, phượng văn hiện lên trên trán đó là quyết mạch của phượng tộc diễn cổ sức mạnh của quả mỹ tăng gấp bội nàng ta nắm quyền lại đánh ra một kích toàn lực bị thanh niên h y nhất tài tiếp được những tiếng ầm ầm vang lên sóng khí lan tràn cây cối bốn phía xung quanh đều đã bị cuốn bay giây phút kia quả mỹ hiểu rõ sự trên lệch sức mạnh của thanh niên mặc áo đen vượt xa kiếm hậu chỉ ít phải có thực lực của ngũ phẩm kiếm dương trở lên. Chỉ có tiểu bối kiếm hậu có thể đi vào bí cảnh, trong nhảy mắt, thực lực quán tà, sao có thể nhảy đến ngũ phẩm kiếm hậu được. Quả mị cảm thấy thanh niên mặc áo đen trước mặt rất đáng sợ, còn mạnh hơn so với kiếm khinh cuồng. Có lẽ chỉ của trần mục mới có thể chống chọi với hắn ta. Quyết mạch thật mạnh. Trong mắt của thanh niên hắc y ẩn chứa sự tham lam. Hắn ta có thể cảm nhận được quyết mạch của quả mị có thể tương đương với 10 thiên kiều Chỉ cần ăn nàng ta thì không cần phải kiên về cái gì nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 23, ta là hôn phu kiếm thánh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.